Được, bắt đầu nhá. Tính phần trăm 90% của 80. Ở đây cô sẽ lấy 9 nhân với 8. Kết quả bằng 72. Tương tự như vậy, 20% của 70, các bạn hãy tính cho cô kết quả bằng bao nhiêu. Và hãy bình luận trên dưới video cho cô nhé. Hãy đăng ký kênh của